U22 Việt Nam và U22 Myanmar đều không thể vượt qua vòng bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32. Các cầu thủ do huấn luyện viên Philip Chusie dẫn dắt thua U22 Indonesia với tỷ số 2-3. U22 Myanmar thất bại trước U22 Thái Lan với cách biệt 3 bàn không gỡ. Cùng thất bại nhưng trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia thực sự khó nuốt. U22 Việt Nam thua trong thế thi đấu hơn một cầu thủ trong phần lớn thời gian hiệp 2. Bàn thua thứ 3 mà U22 phải nhận diễn ra trong thời gian bù giờ hiệp 2, thời điểm cả hai đội có lẽ chuẩn bị cho hiệp phụ. Bàn thua ấy lại xuất phát từ sai lầm mang tính cá nhân, điều thường xảy ra kể từ khi ông Chusie ở thành huấn luyện viên trưởng. Với U22 Myanmar, việc đội tuyển này thua U22 Thái Lan không khiến tất cả bất ngờ. Vượt qua vòng bảng có thể được xem là một thành công bởi U22 Myanmar không được đánh giá quá cao trước khi giải đấu trên đất Campuchia khởi tranh. Bên cạnh việc cạnh tranh huy chương đồng, màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar còn mang ý nghĩa danh dự. Đội giành chiến thắng có thể phần nào rời Campuchia trong thế ngẩng cao đầu. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0-1/1/2, U22 Việt Nam từng một lần chấp đối thủ theo tỷ lệ 0-1/1/2 kể từ khi SEA Games 32 khởi tranh. Đó là màn so tài cùng U22 Singapore. Trận ấy chứng kiến U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và trở thành đội thắng kèo. Với U22 Myanmar, đội tuyển này toàn thua kèo cả hai lần được chấp theo tỷ lệ từ 0-1/1/4 trở lên tại giải đấu đang diễn ra tại Campuchia. Đấy là khi U22 Myanmar so tài cùng U22 Indonesia và U22 Thái Lan. U22 Myanmar thua U22 Indonesia với cách biệt lên tới 5 bàn không gỡ. Tiếp đến, đội tuyển này thua U22 Thái Lan với cách biệt 3 bàn. Điều ấy cho thấy trình độ của U22 Myanmar tại kỳ SEA Games lần này không hề cao. Trước một đối thủ như vậy, tỷ lệ cược bóng đá đêm nay nghĩ rằng nếu hạn chế được việc mắc sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng với cách biệt không dưới 2 bàn. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 3 khắc với trận chung kết, tranh hạng 3 là màn so tài mà các đội tham dự luôn sở hữu tâm lý thoải mái. Trận U22 Việt Nam với U22 Myanmar cũng vậy. Sự thoải mái ấy giúp hai đội cống hiến cho giới bộ điệu một màn so tài mãn nhãn về số bàn thắng.